Xin chào quý vị đang đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Đồng Tháp quyết liệt lập lại trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 30. Nhiều địa phương triển khai xử lý vi phạm giao thông qua VNEID. Nghe điện thoại khi lái xe, thói quen tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn. Thưa quý vị, trong hơn 10 ngày vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an huyện Cao Lãnh thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 30. Đáng chú ý là ngoài tăng cường kiểm soát, xử lý hành vi, thì ngành chức năng còn kết hợp tuyên truyền và giải tỏa hành lang đường bộ. Điều này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Cảnh sát Giao thông và địa phương để lập lại trật tự giao thông, kiềm chế tai nạn trên tuyến đường có tai nạn xảy ra nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhiều ca kiểm soát đã được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường trên quốc lộ 30, kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Với theo đánh giá của ngành chức năng, ngoài lưu lượng xe rất đông, thì người điều khiển phương tiện ở địa phương vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông. Minh chứng là chỉ trong một ngày kiểm soát, tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản gần 30 trường hợp vi phạm với các hành vi như không có giấy phép lái xe, đi sai phần đường làn đường và lái xe có nồng độ cồn. Muốn kéo giảm được thì phải tăng cường công tác tuần tra. Thì những người tham gia giao thông thấy vậy thì cũng chấp hành tốt, chấp hành đúng theo luật, đi thì phải đội nón bảo hiểm, rồi không được uống rượu khi giao thông, khi tham gia giao thông. Song song với tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì công tác tuyên truyền cũng được lực lượng chức năng đẩy mạnh trong kế hoạch lần này. Theo đó, ngành chức năng đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền với sự tham dự của 200 bà con nông dân. Tại đây, qua hình ảnh, tình huống thực tế, người nghe đã thấy rõ hơn những hành vi tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và dẫn đến tai nạn thương tâm. Trong đó, nguy hiểm nhất là tình trạng bà con địa phương thường xuyên đi ngược chiều để rẽ hướng qua đường. Chạy ngược chiều có thể là gây tai nạn cho cái người khác bất cứ lúc nào. Đó, xe đâu có thể tránh được, mình ngược chiều là đâu có thể tránh được. Bên cái chiều thuận người ta chạy, đó mình chạy đó là bên cái đường của người ta rồi. Qua 10 ngày phối hợp tăng cường kiểm soát trên quốc lộ 30, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 200 trường hợp vi phạm, giải tỏa 20 hàng quán mái che lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Đáng phấn khởi nhất là không để xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn công tác. Từ khi triển khai thực hiện kế hoạch thì luôn được mà cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ và quần chúng nhân dân cũng đồng tình rất là cao. Tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, rõ nét. Về ý thức chấp hành luật giao thông của người dân cũng được nâng lên. Từ những cái kết quả, hiệu quả mang lại, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo công an các địa phương triển khai đồng bộ các cái biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Từ tuần tra kiểm soát tuyên truyền cho đến giải tỏa hành lang đường bộ, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này cho thấy sự quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông để lập lại trật tự và kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 30. Tuy nhiên, để biện pháp này hiệu quả hơn thì phải có thêm trách nhiệm, ý thức của mỗi người cầm lái. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuy nhiên một số địa phương có dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc trục ngang Đông Tây đến nay vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng để triển khai thi công. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để thi công cho các dự án. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị bám sát các mốc tiến độ theo đúng chỉ đạo. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, hai dự án đường vành đai và ba dự án cao tốc trục Đông Tây. Đồng thời, cần tiếp tục khẩn trương hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, vận động các hộ dân hoàn thành công tác xét tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các cảng vụ hàng không về việc đảm bảo an toàn khai thác tại các cảng hàng không sân bay. Theo đó, các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ tải trọng tàu bay tại các cảng hàng không sân bay,
để bảo đảm tàu bay không vượt quá tải trọng được phép khai thác. Đối với cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam được yêu cầu kiểm tra giám sát chặt chẽ tải trọng khai thác tàu bay tại các cảng hàng không sân bay, ngăn chặn kịp thời các trường hợp tàu bay vượt quá tải trọng khai thác và xử lý nghiêm các trường hợp tàu bay khai thác vượt quá tải trọng cho phép theo quy định. Thưa quý vị, có 87 vị trí hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tăng 17 điểm so với năm ngoái. Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải thành phố này cho biết, đơn vị sẽ có phương án thí điểm ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải đường bộ để xử lý vi phạm xe dù bến cóc. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với các ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp để ngăn phương tiện đón trả khách sai quy định. Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng này vẫn còn nhiều khó khăn vì nhiều lý do. Do đó, trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo thanh tra sở ra soát, thống kê các điểm có hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định và gửi đến các đơn vị xử lý. Đồng thời, khảo sát để tổ chức điểm dừng đón trả khách tuyến cố định liên tỉnh, phục vụ cho các tuyến vận tải hành khách đến và đi tại các bến xe. Đáng chú ý là sở sẽ xây dựng phương án thí điểm ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý thông qua dữ liệu chia sẻ từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Cảnh sát Giao thông nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai việc kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông và tạm giữ giấy tờ đối với một số hành vi vi phạm thông qua ứng dụng VNEID. Điều này đã giúp cho người dân thuận tiện hơn khi không phải mang nhiều giấy tờ như trước đây. Việc nộp phạt sau khi bị lập biên bản cũng dễ dàng hơn. Mở ứng dụng VNEID và xuất trình bằng lái xe điện tử đã tích hợp. Thao tác nhanh gọn, thuận tiện. Nhiều người dân cảm thấy không phải lo lắng bị quên hay bị mất giấy tờ. Tôi cảm thấy là tích hợp trên VNEID rất là thuận tiện. Nếu như kiểu mình không quên mang ví, không quên mang giấy tờ, không mang cái gì đấy thì chúng ta có thể có cái điện thoại để chúng ta mở cái VNEID ra để chúng ta xuất trình giấy tờ cũng được. Nên chúng mình cũng hay minh bạch hơn và tôi cũng ủng hộ cái phương thức như này. Theo quy định, người có thẩm quyền tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ trên hệ thống cơ sở dữ liệu và đồng bộ với VNEID. Từ đó, người vi phạm chủ xe có thể theo dõi, chấp hành các quy định. Việc này cũng phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Hiện nay thì Cục Cảnh sát Giao thông đã cung cấp cho các đơn vị những phần mềm chuyên ngành được bảo mật rất là tối ưu để cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là có thể tra cứu ngay tất cả những cái vi phạm của những người vi phạm, nếu có là sẽ được hiển thị lên trên cái hệ thống của cục. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, trường hợp người vi phạm bị tạm giữ giấy phép lái xe điện tử mà vẫn vi phạm, người vi phạm xuất trình giấy phép lái xe bằng thẻ PAT, cảnh sát giao thông sẽ tiến hành tra cứu trên web. Nếu phát hiện giấy phép lái xe điện tử của người này bị nơi khác tạm giữ rồi, thì giấy phép lái xe PAT không có giá trị. Cảnh sát giao thông vẫn lập biên bản lỗi không có giấy phép lái xe và tạm giữ xe. Thưa quý vị, nghe điện thoại khi đang điều khiển xe là hành vi bị nghiêm cấm. Điều này thì bất kỳ người tham gia giao thông nào cũng đã biết. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường, không khó để bắt gặp người vừa lái xe, vừa nghe điện thoại, thậm chí là gửi tin nhắn. Thói quen này tưởng chừng sẽ tiện cả đôi đường, nhưng lại tiềm ẩn vô số nguy hiểm. Câu chuyện giao thông tuần này có đề cập, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sự tập trung của những người điều khiển phương tiện này đã dành hết vào chiếc điện thoại. Nếu phía trước có tình huống bất ngờ, thì liệu người vừa lái xe vừa sử dụng thiết bị di động có thể xử lý kịp thời, nhất là khi họ phải di chuyển trên tuyến đường đông phương tiện như đường 30 tháng 4? Đường chạy xe, vừa nghe, rồi trước rồi sao? Mình phải cẩn thận, phải ngừng lại, rồi mình phải nghe. Chứ ai chạy vậy là sao được? Không chỉ đường nội ô, quốc lộ, mà tuyến lộ nông thôn thì tình trạng sử dụng điện thoại khi lái xe cũng diễn ra phổ biến. Với một số nghề đặc thù như giao hàng, tài xế xe công nghệ thì việc sử dụng điện thoại khi di chuyển là thường xuyên.
Tuy nhiên, một bộ phận người tham gia giao thông khác thì muốn tiện cả đôi đường, vì có thể tranh thủ vừa lái xe vừa xử lý cuộc gọi tin nhắn đang đến. Mình vừa chạy mình nghe cái điện thoại là nó mất cái phương hướng của mình, mình tập trung vô điện thoại không à, không có quan sát được, phải xảy ra tai nạn nó vậy đó. Và thực tế là nhiều vụ tai nạn xảy ra đến từ người điều khiển vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp, dù thời gian qua số vụ tai nạn liên quan đến hành vi này là không đáng kể, tuy nhiên thiếu chú ý quan sát là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tai nạn trên địa bàn tỉnh nửa đầu năm nay. Mặt khác, tình trạng này cũng đang làm cho nhiều người tham gia giao thông xung quanh cảm thấy bất an. Rất là quan trọng với cái tính mạng mình mà. Coi như là phải chạy xe là phải tập trung nhìn phía trước, quan sát hai bên, là nghiêm cấm là nghe điện thoại, cái quy định đó rõ rồi. Vừa lái xe vừa nghe điện thoại trên đường thì rất nhiều, nhưng người chủ động dừng lại để nhận cuộc gọi là không thiếu. Lựa chọn này có thể tốn chút thời gian, nhưng đổi lại thì không phải bị phạt vì vi phạm luật giao thông. Và quan trọng nhất là có được sự an toàn. Chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.